Trước diễn biến phức tạp khó lường của mùa mưa bão những tháng cuối năm 2024, tỉnh ủy Bình Dương có công văn về việc chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của thiên tai. Công văn đề nghị lãnh đạo các địa phương chủ động theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến tình hình bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão, chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương tiến hành dọn dẹp vệ sinh, nạo vét khai thông dòng chảy tại các miệng thu nước, cống thoát nước, tại các trục đường giao thông, kênh rạch, mương suối, ao hồ, bố trí lực lượng điều tiết phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo rào chắn tại các công trường thi công, khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng có phương án chằng chống cây xanh, trụ điện, trụ viễn thông, biển quảng cáo, không để đổ gây tai nạn cho người dân, làm hư hại nhà cửa, xe cộ và các công trình xung quanh.